đón mang thật nhiều ý nghĩa đấy không ạ? À? Và trong khoảnh khắc này, chắc có lẽ sự hiện diện của cô Trâm và chú rể sẽ là những món quà và đặc biệt hơn nữa sự có mặt của hai bên gia đình để có thể diễn kiến với tất cả toàn thể quý vị. Và vào tập này, xin chào mừng tất cả toàn thể quý vị. Hãy cùng với tôi và hướng ánh nhìn về phía cánh tổng hoa và cùng nhau dành những tràng vòng tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu hai nhân vật chính. Xin chào kính mời cô Châu Hồng Thúy và chú rể Văn Hải sẽ cùng nhau trở lên sân khấu để diễn kiến với tất cả toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Và bắt đầu bữa nay, chào kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau dành một tràng vòng tay thật lớn nhé. Chân đi bước chân của cô Châu và chú rể sẽ cùng nhau trở lên sân khấu đúng không ạ? Nhưng mà các bạn trẻ sẽ nắm với tay nhau, xin mời chú rể Văn Hải đi chậm lại và nắm với đôi tay của vợ của mình đúng không ạ? Vâng, quý vị ơi, một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Vâng, xin chào, kính mời. Dạ vâng, chúng tôi để quý vị đến mến và đang hiện diện trên sân khấu nơi trang trọng nhất của chúng tôi đây. Đó chính là sự hiện diện của chú rể Văn Hải và cô dâu Hồng Thúy. Những người đã cho chúng ta có lý do để có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa, sự hiện diện của cô dâu và chú rể xin được kính chào tới tất cả toàn thể quý vị. Với chúng tôi để xin lời thân mến và để có được ngày vui hôm nay là do công ơn trời biển của bác Tấn sinh thành. Giờ phút này xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu Hồng Thúy và bố mẹ của chú rể Văn Hải cũng sẽ trở lên sân khấu để có thể diễn kiến cho tất cả toàn thể diễn hôn trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Ở đây có chiếc lý chân hoạt động hết quả ban tổ chức ở xóm táo mới phú xa tà nay ải em sọc phải chuôn hoặc là bom bàn chuẩn mát sân khấu để o nả thầy tà tích lại bò mẹ thì đem lại êm mừng ai mình xóm táo mới phú xa tà nay sọc phải chuôn. Và trân trọng kính mời bên tình nhà trang xin đứng ở phía tay phải của chú rể ạ. Và bắt đầu phút này sự hiện diện của bố mẹ của cô dâu. Xin trân trọng kính mời bố mẹ cô dâu sẽ cùng nhau trở lên sân khấu để có thể dự kiến thêm tất cả toàn thể diễn hôn trong ngày trọng đại hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể diễn hôn thân mến, và để có được ngày vui hôm nay là do công ơn trời biển của bác Tấn sinh thành. Và trong ngày khác này, tôi cũng xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu Hồng Thúy, những người đã dành những điều tuyệt vời nhất cho người con gái của mình. Và ngày hôm nay, người con gái của ông sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc hành trình mới và một gia đình mới. Và trong niềm vui niềm hoan hỉ ngày hôm nay thì chắc có lẽ bố mẹ của cô dâu cũng đang rất là bận bịu với rất nhiều những công việc, và đặc biệt hơn nữa đã và đang đi cùng tất cả toàn thể quý vị quan khách. Trong giây phút này tôi cũng xin phép được trân trọng kính mời bố của cô dâu và người mẹ của cô dâu cũng sẽ trở lên sân khấu để có thể diễn kiến tới tất cả toàn thể quý vị quan khách đã và đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Sắp ba mà đâu có yêu muốn mưa mẫn đường xuống biết mới hết tòa sọc táo với ải in sang cô dâu Hồng Thúy hoặc là con cần cùng bác sân khấu để có cả thầy tà tức là con mẹ khi nó ngải im mưa quân mưa mẫn mưa đi sọc táo với vâng và tập bữa nay một lần nữa tôi cũng xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu sẽ cùng trở lên sân khấu để có thể hòa vào niềm vui với hai người con thân yêu của mình, để có thể diễn kiến cho tất cả toàn thể quý vị quan khách đã và đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và vào ngày hôm nay thì bố mẹ của cô dâu cũng sẽ có rất là nhiều những lo toan, những bộn bề và đặc biệt hơn nữa những công việc. Và trong ngày khác này xin trân trọng kính mời bố ạ. Và bắt đầu bữa nay xin mời toàn thể quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để nâng niu bước chân của bố mẹ cô dâu được không ạ? Xin trân trọng kính mời bố mẹ ạ. Vâng, hết sức tình cảm nha, vâng xin mời ông bà. Với kính thưa toàn thể quý vị thân mến và đang hiện diện trên sân khấu của chúng tôi đây, đó chính là một đại gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng thành công ạ. Vâng, kính thưa toàn thể xin được thân mến và một lần nữa được thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho Văn Hải và Hồng Thúy, xin được cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị con khách đã đang dành tình cảm cho gia đình, dành tình cảm cho Văn Hải và Hồng Thúy. Vâng, kính thưa toàn thể xin được thân mến, vẫn là gia đình là nơi bắt đầu của hạnh phúc, vừa là nơi tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Và những người luôn được chúng ta yêu mến đó chính là Hồng Thúy và Văn Hải đúng không ạ? Những người đã cho chúng ta thấy tình yêu là một thứ có thật và hôn nhân là kết quả cho một câu chuyện tình đẹp. Và tình yêu của chú rể Văn Hải cũng như cô dâu Hồng Thúy cũng đã
với mặt tình yêu của chú rể Văn Hải cũng như cô dâu Hồng Thúy cũng đã trải qua 10 năm tìm hiểu và yêu thương. Và để rồi chính thức giờ phút này tôi cũng xin phép được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ đột quỵ cho đại kim chú rể Văn Hải, cô dâu Hồng Thúy chính thức được bắt đầu. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hai cô nhà. Chào mọi người thân mến, quý vị sẽ hòa vào những tiếng pháo của chúng tôi và cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn lên đồng quý vị ơi. Đó, xin cảm ơn những tình cảm của quý vị. Nào, các quý vị thân mến, và đang hiện diện trên sân khấu đó chính là các bậc sinh thành ra hai nhân vật chính và đang hiện diện trên sân khấu để ra mắt những tiếng chào của đội thanh niên. Tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu về phía bên gia đình nhà gái, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Lộc Văn Hồng là bố cũng như có sự diện của bà Lâm Thị Tại là mẹ của cô dâu Hồng Thúy. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà gái được không ạ? Và bắt chúng ta cái tiếp vòng về phía bên gia đình nhà trai, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Cao Văn Tư là bố cũng như có sự diện của bà Lương Thị Dung là bố mẹ của chú rể Văn Hải. Xin mời toàn thể quý vị dành một tràng pháo tay lớn để cùng chào đón bên nhà trai ạ. Và hai người đẹp biết hai người không biết tới chi gì Văn Hải và Hồng Thúy ơi, tới chi gì không nhắm đến tên nhau đúng không ạ? Vâng, 10 năm yêu thương nhau và đến ngày hôm nay. Và giờ phút này để gửi lời cảm ơn cho tất cả thần đỉnh quý vị con khách, trân trọng những người đôi bạn trẻ sẽ bước lên phía trước một bước cúi chào thần đỉnh cho đôi thay cho một lời chào và một lời cảm ơn chân thành nhé. Xin mời thần đỉnh viên dành cho cô dâu một tràng thật lớn ạ. Với kính thưa thần đỉnh, xin thân mến, và đúng là ngày hôm nay thì là mẹ sẽ đón con về làm dâu của mẹ, mà anh cũng sẽ đón em về làm vợ của anh. Mà chiếc nhẫn trao tay là ngày nỗi nhớ, chiếc nhẫn tuy bé nhưng tình nghĩa rất lớn lao. Và giờ phút này trước sự chứng kiến của đông đảo toàn thể quan viên hai họ bạn bè, xin mời hai nhân vật chính sẽ cùng nhau quay mặt vào nhau và cùng nhau trao lên cho nhau chiếc nhẫn tình yêu kỷ vật thiêng liêng nhất của cả cuộc đời mình. Xin trân trọng kính mời. Với kính thưa toàn thể dân đô thân mến, và chắc có lẽ trong khoảnh khắc này chú rể đã đợi chờ 10 năm so với tất cả toàn thể quý vị, từ cái thời mà còn đang học cùng với nhau từ lớp 10. Không hiểu tại sao gặp gỡ nhau và để rồi dành tình cảm cho nhau. Xin mời chú rể sẽ ra mắt chiếc nhẫn tình yêu và cùng nhau trao lên chiếc nhẫn tình yêu cho người vợ của mình. Vâng, qua một hình ảnh hết sức kinh điển đúng không ạ? Giống như phim Hàn Quốc đúng không quý vị? Vâng ạ, xin mời chú rể trao lên chiếc nhẫn tình yêu và muốn nói với cô dâu rằng Thúy à, thế là từ nay ta chọn đời bên nhau em nhé. Dù lá xanh có đổi màu, dù đá có mòn theo nước chảy, yêu nhau rồi ta sẽ giữ tròn lấy nhau. Xin mời cô dâu sẽ cùng trao lên chiếc nhẫn tình yêu. Xin mời chú rể đứng dậy rồi ạ. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá. Xin mời cô dâu sẽ trao lên chiếc nhẫn tình yêu cho người chồng của mình. Vâng, và giờ phút này xin mời các bạn trẻ ôm nhau một cái thật chặt đấy không ạ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng và hạnh phúc, chúc mừng cho mối lương duyên 10 năm vừa qua. Một lần nữa thay lời cho tất cả toàn thể quý vị con gái, xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc bạc đầu viên mãn. Với cái chất tâm để dân ơn thân mến, và còn gì hạnh phúc hơn, còn món quà nào ý nghĩa hơn khi được nhìn thấy những người con của mình khôn lớn và trưởng thành. Và đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay thì bố mẹ cũng sẽ có món quà để gửi gắm cho hai người con thân yêu của mình. Với món quà đầu tiên, xin chào tới người bố mẹ cô dâu Hồng Thúy. Trong niềm vui niềm hoan hỉ thì bố mẹ cũng sẽ có những món quà để gửi gắm cho hai người con thân yêu của mình. Xin trân trọng kính mời bố mẹ. Vâng, kính thưa toàn thể dân hương thân mến, người mẹ đã tần tảo một nắng hai sương, không ngại gian lan vất vả để nuôi con thân đến trưởng thành. Và ngày hôm nay thì thực sự người con gái Hồng Thúy đã thực sự trưởng thành. Trong niềm vui niềm hoan hỉ thì bố mẹ cũng có những món quà để gửi gắm cho hai người con thân yêu của mình. À, giờ xin này bố mẹ đi đâu ngại yên không? Tôi ngại tại nó to cũ lắm phả mo, tôi nghĩ đến tôi nhiều năm bó. Tôi ngại tại những niên cũng chẳng nhớ cùng cả bạn. Ơ mở mi bảo mu mô đưa mất sòng lưu ải yên còn biết chân lành sành hung. Cả vùng sống khá ở sòng lưu hâu, chứ vào sòng lưu thả hoàn mặt dương. Hạc cảnh tàu cùng lành, bánh cảnh tàu cùng lón. Bố mẹ đi đâu ngại yên không? Ở cái đội phụ nghĩa Văn Hải đến Hồng Thúy, ở trẻ nó đến hỏi có mẹ cửa cấy, hỏi lấy mẹ cửa buồn, hỏi có cú có ra kìm cầu, xin tì cứ làng mà xin hà tì ở đẹp sư sang. Hay là những xin tẹt tì thuộc đến cuộc đường cầu, trái xin cầu tì thà tẹt nghe. Ở bàn tôi đã khen tôi cũng đội phụ nghĩa là con cần làm trước em hương mương, hay là con cần làm gần cho bản viên chu, khu cần lại vì cho bản bản diệt báo cánh xào. Khàn tiền chu chấn nghe con chào khàn tiền báo cánh xào, ví con nghe. Có mẹ theo cha cản tàu phụ lành, chi bánh cản tàu phồm lón. Ở mì mưu 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 người phụ nghĩa, người ai quấy trường lành sành hùng cả bồng sống khá ở sóng nông.
chúc mừng sản phẩm hảo hoàn mặt diễn cần tàu phổ gần cách cần tàu phổ món. Vâng, xin cảm ơn món quà của chị Điền rất là nhiều. Vâng, và cùng chờ lên sân khấu, xin chào kính mời món quà đến từ gia đình anh Dâu ạ. Xin chào kính mời món quà đến từ gia đình anh Dâu cũng sẽ tiếp vào sân khấu để gửi trao những món quà hết sức ý nghĩa tới hai nhân vật chính của chúng tôi. Xin chào kính mời. Vâng, và ngày hôm nay thì hình như là bên các chị là rất là yêu quý em rể nên cứ lên cứ trao quà cho em rể đúng không ạ? Một người em rể với một khoảng thời gian 10 năm thử thách, 10 năm để nhìn nhận, đó là một quãng thời gian đủ để cho tất cả các anh các chị của cô dâu Hồng Thúy nhìn thấy rằng đó là một tình yêu hết sức ý nghĩa mà hai em dành trọn vẹn cho nhau. Vâng, và sau đó quà của anh Dâu, tôi cũng xin được trân trọng kính mời dì Liếng ạ. Vâng, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời dì Liếng cũng sẽ tiếp cận sân khấu để gửi trao những món quà hết sức ý nghĩa tới hai em thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời dì Liếng ạ. Vâng, và thân ơi, xin được trân trọng cảm ơn món quà của gia đình anh Dâu, một người anh trai ruột của cô dâu. Vâng, thì em bắt tay thẳng thiết. Vâng, và ngày hôm nay thì quà còn rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, và để xong hành những món quà với dì Liếm thì tôi cũng xin trân trọng kính mời con tôi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời gia đình con tôi cũng sẽ tất cả các cháu luôn để có thể gửi gắm những tình cảm của mình tới hai nhân vật chính. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin chân thành xin lỗi thân mến, chú rể Văn Hải và cô dâu Hồng Thúy cũng là những người bạn của tôi từ những ngày mà chúng tôi còn mới chập chững bước vào lớp 10, lớp 11. Và tới khi gì một cô gái sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quài Cang lại có thể gặp được một chàng trai ở thị trấn Tuần Giáo đến Đông Hòa, gặp gỡ nhau thì những thùa còn bơ vơ, và để rồi ngày hôm nay thì hai người bạn của chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Một lần nữa được thay lời cho tất cả tất để quý vị quan khách, thay lời cho những người anh em bạn bè được chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được cảm ơn món quà của bà cụ vì đến rất là nhiều. Và bà sư ở trên sân khấu, xin chào kính mời cậu Túi sẽ cùng trở lên sân khấu. Xin chào kính mời gia đình của cậu Túi ạ. Cùng xong lại những món quà với cậu Túi thì tôi cũng xin chào kính mời chú Hà. Xin chào kính mời gia đình chú Hà cũng sẽ tiếp cận sân khấu ạ. Vâng, xin chào kính mời gia đình chú Hà. Một người chú của chúng ta trong niềm vui điều hoa hiển ngày hôm nay, xin chào kính mời gia đình chú Hà. Tôi sẽ chỉ lên sân khấu để kiểm tra những món quà tới hai người thân yêu của mình. Vâng, và ngày hôm nay thì hai người bạn của chúng tôi đã nhận được chính nhân được nhận hết sức để rất nhiều những món quà đúng không ạ? Để ra những lời muốn nói chúc cho hai con hai cháu trong năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vào giờ phút này thì hai nhân vật chính của chúng ta đã và đang được tiếp tục đón nhận những tình cảm hết sức ý nghĩa đến từ gia đình các chú, các cậu. Và đây thì cháu trao quà cho em một hớn hở quá nào. Vâng, và bên này cho Hồng Thúy là Văn Hải. Xin cảm ơn món quà của bạn Hương rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi những món quà hết sức ý nghĩa đã được gia đình gửi gắm cho nhân vật chính. Lần nữa xin mời gia đình viên sẽ dành một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng ngày cũng được không ạ? Vâng, và trong ngày vui hôm nay thì bố mẹ của chú rể Văn Hải cũng sẽ có những món quà để gửi gắm cho hai người con thân yêu của mình. Xin chân trọng kính mời. Vâng, và ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng ta sẽ đến đây để cùng chúc mừng cho hai con của mình và đặc biệt hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, và những món quà của bố mẹ chú rể đã được trao cho cô dâu tại buổi lễ tân gia của đại gia đình. Vâng, kính thưa toàn thể dân hương thân mến và kính thưa người mẹ của chú rể Văn Hải thân mến, thưa cô Dung. Người ta nói rằng đúng không ạ, con gái là con người ta mà con dâu thì mới thật con bà ơi. Và hy vọng rằng người mẹ của chú rể sẽ đón nhận người con gái mang tên Hồng Thúy như một người con trong gia đình, sẽ luôn luôn chăm sóc và yêu thương. Và để cùng nhau thể hiện tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu, xin mời mẹ chồng nàng dâu quay lại ôm nhau một cái được chẳng đúng không ạ? Xin mời mẹ chồng nàng dâu đúng không ạ? Vâng, xin vui dành một tràng pháo tay lớn dành cho mẹ chồng nàng dâu đúng không ạ?
Xin được kính chúc cho tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ luôn luôn keo sơn bền chặt và sẽ luôn luôn dành tình cảm cho người con gái mang tên Hồng Thúy. Và mặt ở phút này xin chào quý vị và các bạn trẻ, chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến chiếc bánh tình yêu để cùng nhau cắt bánh chia ngọt sẻ bùi trước ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và mặt ở phút này xin chào quý vị và các bạn trẻ, chúng ta sẽ bắt tay chúng ta cắt bánh được không ạ? Vâng, xin mời những cameraman, những nhiếp ảnh gia sẽ cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chú rể Văn Hải và cô dâu Hồng Thúy khi cùng nhau cắt chiếc bánh tình yêu. Và giờ phút này xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cầm chai rượu sang banh đầu tiên. Xin mời chú rể cầm chai rượu sang banh đầu tiên và cùng lắc thật mạnh ạ. Vâng, trước khi mở thì chú rể lắc thật mạnh chưa được không ạ? Lắc thật mạnh chưa được không ạ? Vâng, chú rể lắc thật mạnh ạ. Lắc thật mạnh đúng không ạ? Vâng, mời chàng trai hết sức để ra đúng không ạ? Vâng, xin mời chú rể mở nắp sang banh ra. Vâng, xin mời chú rể mở ra sang banh ạ. Vâng, xin mời chú rể mở ra sân bay. Vâng, xin mời đúng không ạ? Vâng, xin mời cô cho chú rể sẽ cùng nhau tay chúng ta xuất lên những đi rượu đoàn thắng nhất. Vâng, xin mời chú rể sẽ là thân mến, hai nhân vật chính của chúng ta đang được sống trong những giây phút hạnh phúc nhất của cả cuộc đời mình. Đã được cùng nhau tay chung tay ra lên những ly rượu nồng thắm nhất để thể hiện cho sự chung sức chung lòng. Với những dòng rượu sang banh, những dòng rượu sang banh đang tuôn trào trên tháp ly thể hiện cho sự giao hòa trăm năm. Xin mời đôi bạn trẻ sẽ tiếp tục và cùng nhau rót rượu. Vâng, xin mời chú rể sẽ cầm chai rượu sang banh và cùng nhau tiếp tục rót lên những ly rượu nồng thắm nhất. Với cái tên thật thể dân thân mến, đúng là ai đã sinh ra quả ngọt trong một cánh ong vàng. Ai đã sinh ra Hồng Thúy để cho chú rể Văn Hải xuyến sao. Và chú rể Văn Hải ơi, cô dâu Hồng Thúy ơi, hãy cười lên nhé, cho tình thấm mãi, đời đời không phai. Vâng, và để có được ngày vui hôm nay là do công ơn trời biển của các đấng sinh thành. Và giờ phút này xin chào kính mời chú rể sẽ nâng ly rượu đồng thắm nhất để kính dâng lên các bậc sinh thành bên gia đình nhà gái. Xin chào kính mời cô dâu sẽ nâng ly rượu đồng thắm nhất để kính dâng lên các bậc sinh thành bên gia đình nhà trai. Xin chào kính mời ông bà hai bên gia đình sẽ cùng đón nhận tình cảm của hai người con thân yêu của mình. Vâng, và giờ phút này xin chào kính mời đứa bạn trẻ sẽ cùng trở về phía giữa. Vâng, xin mời đứa bạn trẻ sẽ cùng trở về phía giữa để cho cô dâu và chú rể trở về phía giữa được không ạ? Vâng, vâng. Và bây giờ phút này xin mời đứa bạn trẻ sẽ trở về phía giữa. Xin mời ông bà sẽ để cho nghiệp cho mẹ. Và giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể của hai bên gia đình có thể được mời tất cả toàn thể quý vị một ly rượu đúng không ạ? Con mẹ ảnh em ơi, khai hỏi được cùng đi. Cú ra tàn ai biết con mẹ ảnh em sẽ lẩu đi con mẹ ơi. Con mặt cái lẩu con mẹ ơi. Sẽ lẩu đi con mẹ ơi. Vâng, kính thưa toàn thể rất là thân mến, trong ngày vui hôm nay cho phép với bạn trẻ cũng như hai bên gia đình được mời tất cả toàn thể quý vị một ly rượu được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị chúng ta xem nhau rót những ly rượu về được không ạ? Quý vị ơi, ly đâu ạ? Xin mời toàn thể quý vị rót ly rượu về được không ạ? Nhà trai đâu ạ? Nhà gái đâu ạ? Và rót lên danh rô đúng không ạ? Một rô, hai rô và ba, chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Toàn thể quý vị chị em ơi, có vẻ hơi bé nhà trai nhà gái, mua to lên một chút càng to càng ngày phút này. Toàn thể quý vị chị em ơi. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời toàn thể mọi người cùng nâng ly. Xin mời hai bên gia đình cùng nhau sum vầy vào nhau và gửi nhau tới những lời chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin mời toàn thể quý vị cùng nhau nâng ly. Xin mời mọi người gia đình cùng nâng ly ạ. Và vào giờ phút này xin được chào quý vị ông bà hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau trở về phía dưới để cùng gửi lời cảm ơn đến những sự có mặt của toàn thể quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay. Xin được chào kính mời ạ.